Ok, nhạc phẩm kế tiếp là một bài rất là đặc biệt. Lê Toàn đã viết từ 1976-77 gì đó. Mà cái ý nghĩa, tự nhiên lúc đó Lê Toàn có một giấc mơ rất là creepy. Và khi ngủ dậy, Lê Toàn đã viết một cái bài gọi là Tiếng IQ, nói về một cái hình bóng ma giữa đêm. Mà nếu mà quý vị nghe, quý vị có thể nổi da gà. Một tí Lê Toàn sẽ hát. Bài đó Lê Toàn đã thâu trong cuốn băng Tình Vàng hồi năm 81-82. Bây giờ mình sắp sửa đến Halloween, cho nên Lê Toàn đã chọn cái bài này để finally để mà hát trước TV. À, xin mời vị thưởng thức. Trăng sáng thắp bên đường, tắt cây nến phóng lên giường, lắng nghe thấy tiếng ai reo lần thứ hai. Tiếng ai như điên cuồng, tiếng rên trong đêm buồn, nghe như từ một người thiếu nữ. Tiếng ai khóc, tiếng ai sầu, bước chân ngắn lên trên cầu, ngước lên ngó tiếng kêu dứt chẳng thấy mà. Ánh trăng sáng thắp bên đường, kéo chân đắp ngay trên giường, bỗng nghe thấy tiếng ai reo lần thứ ba. Trong đêm buồn nghe như từ một người xấu xấu. Quý vị có sợ hay không? Riêng cá nhân Lưu Vũ và Phương Hương đàn cái giai điệu này á, Lưu Vũ và Phương Hương lại enjoy với cái sự ma quái của anh Lê Toàn. Phương Hương nghĩ sao trước khi mà mời Lê Toàn? Đúng là ma quái thiệt, nó có một cái gì đó rất là gọi là bí ẩn hả? Nhưng này ma đa tình hay sao đó Phương Hương ơi? Sao cái tình tình ở trong này, cái melody nó làm cho mình... Đúng rồi. Không? Xin mời anh. Nghe cái lời Lê Toàn viết á, là như quý vị đã nghe đó, thì anh chàng này đi ngủ tự nhiên nghe một tiếng kêu, tiếng rên, thì mới lại thắp cái nến đi ra tìm coi có ai không, thì không nghe gì hết, không thấy ai hết. Nhưng mà khi nằm xuống lại nghe tiếng chân lết qua cầu, rồi tiếng rên tiếp tục, tức là một người kêu mà có lẽ là chết oan, cho nên bị xấu số nổi da gà. Cho nên cứ đêm á là si về
mà suy về chắc có cũng có cái tình tứ về anh chàng này đó. Giống như một bài hát Hotel California đúng không? Chắc chắn một điều Phương Hương, cái melody này dành cho một cái ma đa tình, cái thưa vị, có nghĩa là nó du dương lắm, nó không có rùng rợn. Tại vì đa tình mình quá, mấy cô gái đúng không? Nhắc mà anh Toàn sao? Thì anh Toàn ơi, anh Toàn hát rất hay. Em cảm ơn anh Toàn đã nhận lời. Và trong tương lai, nếu mà Phương Hương, Lưu Vũ có chương trình nhạc, âm nhạc một thời quốc tế thì mời anh lên đây được không thưa anh? Sure. Và mời Lê Toàn gửi lời chia tay với tất cả quý khán giả. Lê Toàn xin rất cảm ơn quý vị đã ngồi thưởng thức phần trình diễn của anh em chúng tôi. Lê Toàn rất là vui mừng để có dịp lên đây để hát cho quý vị nghe.